Sau gần 4 tháng trồng hơn 250 ha giống ngô DK6919S không chỉ có khả năng kháng các loại sâu bệnh mà còn mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con nông dân Nghi Xuân. Những ngày thu hoạch ngô DK6919S, bà con nông dân huyện Nghi Xuân đều phấn khởi khi giống ngô mới đã cho năng suất, giá trị kinh tế cao hơn hẳn so với trồng sắn và các loại ngô truyền thống. Theo bà con, mỗi hecta giống ngô này cho năng suất ước tính từ 6 đến 7 tấn. Đây là nguồn nông phẩm giúp bà con nông dân sử dụng để nuôi trồng các loại gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế. Nhưng vùng ngô thì ai mà giảm chế, cũng phải phun thuốc phun thang cái hết. Nói chung là làm chỉ có mình chỉ đầu tư thêm một tí là bọn ít đàm ít lấn thôi. Chứ còn cũng phải sâu bỏ chứ hết. Giống ngô DK6919S dễ trồng, dễ chăm sóc, phát triển nhanh tốt. Đặc biệt, giống ngô này còn kháng các loại sâu bệnh như sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu đục bắp. Giống ngô này được huyện Nghi Xuân trồng thử nghiệm vào năm 2018. Nhận thấy đây là giống cho năng suất phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Năm 2019, huyện Nghi Xuân triển khai trồng 250 ha vụ đông xuân. Trong đó tại xã Xuân Mỹ hơn 100 ha, Xuân Thành 70 ha, còn lại là các xã Xuân Viên, Cổ Đạm. Huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích sản xuất ngô vụ xuân, đặc biệt mở rộng cái diện tích đưa cái giống mới DK6919S đưa vào cơ cấu trong vụ xuân 2020. Giống ngô này đã có những cái đặc điểm nổi trội, sinh trưởng phát triển tốt và kháng được sâu bệnh khá mạnh, cho nên được bà con đưa vào sản xuất với diện tích đầy tra. Qua vụ ngô này, Nghi Xuân đang có kế hoạch mở rộng diện tích lên khoảng 1.000 ha, trong đó 1/2 gieo trỉa bằng giống ngô DK6919S.